Mình nói kìa. Giống như cái Starbucks lắm rồi mày. Giống như Starbucks rồi đó. Đâu có quay phần dưới em mới ôm để nước nó vừa che phần dưới em. Chung là cứ để sao tự nhiên là được đúng không? Không chỉnh sửa luôn á. Coi chừng nó cắn cái sợi dây quần á. Nó chuẩn bị phá rồi đó. Trong đầu nó nghĩ ra một ý tưởng đen tối rồi đó. Bây giờ em lao lên đây nha. Thấp thôi, ngồi thấp không ngồi, ngồi cao dưới vậy. Thấp sợ ra ngoài kia không có. Thì bên đây hả? Ừ. Thấp thôi. Chứ là nó sâu quá là ướt tóc. Là tóc bị bớt. Tự nhiên có cái chùm rễ này tươi. Ừ, quay ra đứng chùm rễ cầm bạch tuộc đi. Rồi, cô gái đại dương. Mỹ như ngư si mê. Thằng Ti nó thèm bạch tuộc lắm mà. Không, nó đòi báo con bạch tuộc. Nó đòi giỡn với con bạch tuộc. Mà nó giỡn mạnh tay lắm, nó giỡn bằng răng không là thằng ác độc. Không, thằng Tây không có, không có giết nó đâu, yên tâm. Thằng Tây nó không có tính sắc xanh mà nó tính chơi nhầy. Ông thằng cây cho con leo lên miếng nha. Quay mặt qua mấy bạch tuộc đang rớt. Đó, 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 quay mặt qua nè đó. Sexy lắm nha, coi chừng trái internet Việt Nam á nha. Kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng ngập mặn giúp Tây Un nha. Đừng xả rác xuống nước. Rồi tạo dáng kiểu gì đi, tự kệ bạch tuộc đi, còn nhiều mà. Bạch tuộc là những vị thần ở trong khu rừng này mà. Nó là quản lý hết tất cả những cái con vật ở đây. Và cuối cùng nó lại bị con rái cá quản lý. May mắn thay trong rừng này còn có mình thằng Tí Tí siêu quậy à. Ôi trời, ác nghiệp luôn á chứ may mắn. Ồ đẹp mi. Đẹp xin mi ơi. Ồ bạch tuộc tạo dáng kiểu gì vậy? Thằng nhỏ làm gì vậy? Tôi không ngờ bạch tuộc nó tạo dáng dữ đâu. Diễn sâu lên cô gái. Diễn sâu lên. Ồ bạch tuộc tập tạ anh em ơi. Ồ xin mi. Bạch tuộc biết tập tạ có đu ghê không? Ồ chân mày dài ghê thiệt chứ. Dài hơn Ellie luôn ha. Emily nữa. Quá dữ dội. Rồi mày nói kìa. Làm gì vậy? Nè. Nó đang biểu diễn. Đang tập cơ râu. Nó đang tạo nét cho mình muốn gì nữa. Quay ra để thấy cảnh cây nha Tiêu. Cảnh cây hả? Rồi rồi rồi, cảnh cây luôn. Cái này nó bị dính. Cố gắng tập luyện xíu cho người bớt mỡ nha My. Làm biếm quá là không có body đẹp đâu. Thôi bỏ nó ra luôn đi. Đổi con khác không? Thả nè, cảnh phóng xanh đó nè. Nói vậy á, nó thích rồi nó không có đi. Nó lì lắm. Bị Ti nhai đầu hoài là cũng không chờ. Nó thích á. Nó thích đu. Nó thấy không có dấu hiệu nguy hiểm mà nó chẳng muốn đi. Còn nào dấu hiệu nguy hiểm thì nó mới đi. Nó khôn không? Mấy con bạch tuộc này vậy á.
nó thấy mình không có dấu hiệu nguy hiểm với nó là nó còn khoái mình nữa. Mà bị ăn thịt hoài à. Em kiếm chỗ em đưa vô trong chơi chó đi. Thì nó ám rồi kìa. Đi lên con ơi. Rồi thả thả em đi, về tự nhiên đi. Xỉn. Tí 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 tí. Không có đâu. Tuy nó biết biết chuyện lắm. Nó không có mất dạy tới mức độ vậy đâu. Ôi ơi, cái cảnh đẹp như vậy mà mê sao vậy? Phía sông đẹp quá trời luôn á. Ừ, phải chăm nó, phải chăm nó ra đi. Rồi, cái này bị ánh sáng rồi, không được rồi. Phải vô chụp trong khu rừng nước đặc biệt của tiên cá mới được. Mang đuôi cá vô luôn không? Thôi, không mang đâu.